Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Đỉnh và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Maroc. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Châu sẽ tường thuật với quý vị câu chuyện một đầu bếp dùng tiền trúng số để giúp người nghèo. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài các nhà hội giáo Latin phần thứ hai. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Roma trong những ngày này từ chiều chủ nhật mùng 10 tháng 3 đến sáng thứ sáu 15 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại tòa thánh đang tĩnh tâm mùa chay. Giống như năm năm trước đây, tuần tĩnh tâm diễn ra tại trung tâm nhà thầy chí thánh Casa Divin Maestro của tu đoàn Thánh Phaolô ở Arica, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Vị giảng tĩnh tâm lần này là Đức Viện Phụ Bernardo Francesco Maria Gianni của Đan Viện Biển Đức Thánh Miniato al Monte, có từ 1.000 năm nay thuộc tỉnh Firenze, Trung Italia. Cha trình bày chủ đề Thành thị với những ước muốn nồng nhiệt để có những cái nhìn và cử chỉ phục sinh trong đời sống thế giới. Viện Phụ Gianni, năm nay 51 tuổi, làm bề trên từ năm 2009 và làm viện phụ từ năm 2015. Cha cũng là một thi sĩ và dựa vào các vần thơ của thi sĩ Maria Nucci, cha dẫn vào 10 bài suy niệm với chứng tá từ đời sống đan tu và đặc biệt là đời sống của đan viện Thánh Miniato ở Firenze. Cuộc tĩnh tâm bắt đầu lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật ngày 10 tháng 3 vừa qua. Mỗi ngày có hai bài suy niệm, bàn sáng lúc 10 giờ và chiều lúc 4 giờ rưỡi. Trong tuần tĩnh tâm cho đến trưa thứ sáu tới đây, tất cả các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha đều ngừng lại. Trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật hôm qua, mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu cầu nguyện cho bản thân và các cộng sự viên của ngài trong giáo triều Roma tham dự cuộc tĩnh tâm này. Lingen, Hội đồng Giám mục Đức đã bắt đầu nhóm khóa họp mùa xuân từ ngày 11 tháng 3 đến 14 tháng 3 tới đây tại thành phố Lingen, giáo phận Osnabrück với sự tham dự của 67 giám mục đến từ 27 giáo phận toàn quốc và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Reinhard Marx tổng giám mục giáo phận Munich. Trong khóa học này, các giám mục đặc biệt bàn tới những vấn đề liên quan đến nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội dưới ánh sáng của cặp gỡ thượng đỉnh mới đây tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2 với sự tham dự của các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới cùng với Đức Thánh Cha Francisco. Các giám mục Đức sẽ dành một ngày cho những vấn đề lớn về mặt xã hội và kinh tế và những vấn đề lớn chưa được giải quyết liên quan đến những người sinh tị nạn tại Đức. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Đức sẽ thẩm định về ngày quốc tế giới trẻ diễn ra hồi hạ tuần tháng Giêng năm nay tại Panama. Tham dự khóa họp cũng có Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croatia, sứ thần tòa thánh tại Đức, và Đức Hồng Y Gregorio Rosa Chavez, Giám mục Phụ tá Tổng giám phận San Salvador. Cơ, đứng trước tình trạng thiếu linh mục, Đức Hồng Y Ranervolgi Tổng giáo phận cơ Biên Đức đề nghị mỗi giáo xứ chỉ cử hành một thánh lễ Chúa Nhật để nhiều cộng đoàn cũng có thể có thánh lễ. Trong thư mục vụ mùa chay đang trên tờ thông tin của giáo phận và được đọc trong các nhà thờ Chúa Nhật mùng 10 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Khi nhắc lại thói quen của Kitô giáo trước kia. Mỗi cộng đoàn chỉ có một thánh lễ Chúa Nhật như một cuộc tập họp toàn thể cộng đoàn. Đằng sau thói quen này có xác tín, theo đó việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật là tập hợp cộng đoàn chứ không phải phân tán đồng thời cũng để phục vụ những vùng hẻo lánh của giáo hội. Thói quen trên đây đã được thực hành cho đến thế kỷ 19 và ngày nay vẫn còn trong giáo hội đồng phương. Trước những nhu cầu mục vụ hiện nay, Đức Hồng Y Vân Khi đề nghị nghĩ lại truyền thống cũ và canh tân nó để đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày nay. Thư mục vụ của Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận cơ cũng có đoạn viết Thánh thể đang và tiếp tục là con tim của giáo hội. Không gì có thể thay thế được thánh thể. Vì thế, giáo hội phải làm sao để có đủ linh mục phục vụ? Theo Đức Hồng y, cần cấp thiết đổi mới ý thức về ý nghĩa ngày Chúa Nhật. Đây không phải chỉ là tưởng niệm một biến cố quá khứ và giáo hội hiện diện mạnh mẽ nhất tại nơi nào thánh lễ được cử hành. Việc cùng nhau tham dự thánh lễ Chúa Nhật vẫn luôn là thước đo chính xác về mức độ tham gia vào đời sống giáo hội. Dù rằng ngày nay người ta không thích nghe lời quả quyết như vậy, Cơ là giáo phận lớn nhất trong số 27 giáo phận toàn nước Đức và có hơn 2 triệu tín hữu công giáo thuộc 529 giáo xứ và trên 1.000 linh mục. Aleppo 8 năm sau khi chiến tranh bùng nổ tại Syria, dân chúng tại thành phố Aleppo tiếp tục sống trong nghèo đói vì tình trạng kinh tế thê thảm. Cha Ibrahim Asaba, bề trên tu viện Francisco tại Aleppo, cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm mùng 9 tháng 3 vừa qua, nhân dịp ngày 15 tháng 3 tới đây là kỷ niệm đúng 8 năm chiến tranh bọc phát tại Syria. Aleppo, ở miền Bắc Syria, có 4 triệu rưỡi dân khi chiến tranh bắt đầu, và thành này vốn là nơi có đông tín hữu Kitô nhất tại Syria, nhưng nay chỉ còn 1 triệu rưỡi dân cư. Đa số dân đã di tản sang các thành phố khác hoặc tị nạn ra nước ngoài. Cha Ansaba cho biết, 70% thành Aleppo bị chiến tranh tàn phá. Trước kia, 60% công nghệ của Syria tập trung tại đây, nhưng nay Aleppo giống như một ngôi làng nhỏ. Nhiều mái nhà bị phá hủy và cần được sửa chữa cấp thiết. Vì các cuộc dội bom, hệ thống dẫn nước vào các tư gia cũng bị phá hủy. Hoàn cảnh sống của dân chúng hiện nay rất bi thảm. Các cha mẹ, dù có làm ba nghề khác nhau cả ngày lẫn đêm, nhiều khi họ cũng chỉ kiếm được tiền để đáp ứng gần một nửa nhu cầu của gia đình. Linh mục Ansaba cũng là cha sở giáo sứ công giáo ở Aleppo. Cùng với toán cộng tác viên của giáo sứ, từ nhiều năm nay, hàng tháng cha vẫn tổ chức các cuộc phân phát các thùng thực phẩm cho những gia đình nghèo nhất. Năm ngoái có 3.800 gia đình được giúp đỡ lương thực như đường, gạo, sữa, bột, sô-cô-la, mì ống, phiếu để nhận thịt và cà phê. Cha cho biết, trước kia dầu ô liu đối với mỗi gia đình ở đây là điều dĩ nhiên phải có, nhưng nay nó trở thành một giấc mơ vì mỗi thùng dầu tương đương với lương tháng của một gia đình. Trong chiến dịch mùa chay năm nay, giáo xứ cố gắng làm sao để mỗi gia đình nghèo nhận được một thùng dầu. Cha Ansaba cho biết, các đồ cứu trợ giáo xứ nhận được từ các tổ chức ân nhân cũng được phân phát cho cả các gia đình Hồi giáo, giống như Công giáo. Roma, thứ hai hôm qua, 11 tháng 3, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovakia, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã tròn 95 tuổi. Chiều Chủ nhật hôm trước, 10 tháng 5, Đức Hồng Y đã mừng sinh nhật đặc biệt này và kỷ niệm 70 năm thụ phong linh mục tại Học viện Slovakia cùng với Cộng đoàn Đồng Hương ở Roma. Đức Hồng Y Tomko sinh năm 1924 tại Adolsky thuộc Cộng hòa Tiệp Khắc, gia nhập Đại chủng viện Bratislava trong Thế chiến thứ hai. Mùa thu năm 1945, Ngài sang Roma học tiếp và thụ phong linh mục năm 1949. Trong những năm sau đó, cha Joseph Tomko lần lượt đậu ba bằng tiến sĩ, thần học, xã hội học và giáo luật và từng làm tổng giám mục tổng thư ký thượng hội đồng giám mục thế giới từ năm 1979 trước khi làm tổng trưởng bộ truyền giáo trong 16 năm trời, từ năm 1985 cho đến khi về hưu năm 2001. Sau đó, Đức Hồng Y còn giữ nhiệm vụ chủ tịch ủy ban tòa thánh về các đại hội thánh thể quốc tế cho đến năm 2007 trong tư cách là hồng y hiệu tòa nhà thờ thánh nữ Sabina, nơi các vị giáo hoàng vẫn chủ sự thánh lễ thứ tư lễ cho, đức hồng y tôm cô thưởng sức cho trên đầu các vị giáo hoàng. Lần mới nhất là hôm thứ tư lễ cho, mùng 6 tháng 3 vừa qua. Tuy đã 95 tuổi, nhưng đức hồng y tôm cô vẫn còn khỏe mạnh và ngài đứng thứ bảy về cao niên trong số 223 vị thuộc hồng y đoàn hiện nay. Cô ta Hôm qua, 11 tháng 3, Đức Hồng Y Orlando Bentran Quevedo, nguyên tổng giám mục giáo phận Cotabato, miền Nam Philippines, đã tròn 80 tuổi và số Hồng Y cử tri trong Hồng Y đoàn giảm xuống còn 122 vị. Đức Hồng Y Quevedo thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI, sinh năm 1939 tại đảo Luzon ở miền Bắc Philippines và gia nhập dòng trước khi thủ phong linh mục vào năm 1964 tại Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ngài đậu tiến sĩ sư phạm tại Đại học Thánh Thomas Aquino ở Manila. Năm 1980, Chaquevedo được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Kidapawa và về sau năm 1986, ngài thăng tổng giám mục giáo phận Nueva Segovia và 12 năm sau đó, năm 1998, Đức Tổng giám mục được bổ làm tổng giám mục giáo phận Cotabato trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Ngài từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines từ năm 2003 và làm Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu trong 6 năm, từ năm 2005 đến 2011. Đức Tổng giám mục cũng là một nhà diễn thuyết và giảng tĩnh tâm nổi tiếng. Ngày 22 tháng 2 năm 2014, Đức Tổng giám mục Kevedo được Đức Thánh cha Francisco thăng làm Hồng Y. London, Liên hiệp Anh giáo vẫn còn bị căng thẳng và bị đe dọa chia rẽ giữa phe cấp tiến và phe bảo thủ Mới đây, một nhóm các giám mục anh giáo bảo thủ đã yêu cầu Đức Giáo Chủ Liên Hiệp đừng mời các giám mục anh giáo cấp tiến tham dự hội nghị Lambeth của Liên Hiệp, sẽ nhóm họp vào năm tới 2020 tại London. Hội nghị này nhóm 10 năm một lần tại Dinh Lambeth của thủ đô Anh Quốc, nơi có trụ sở của Đức Tổng giám mục Canterbury Giáo Chủ Liên Hiệp Anh Giáo và quy tụ tất cả các giám mục trong Liên Hiệp Anh Giáo. Hôm 6 tháng 3 vừa qua, các giám mục Anh giáo bảo thủ họp thành Hội đồng Tương lai Anh giáo Hoàn Cầu, gọi tắt là GAFCON, Global Energy Future Conference, đã nhóm họp tại thành phố Dubai. Trong tuyên ngôn sau khóa họp, các giám mục bày tỏ cảm thức bị phản bội vì chính tin mừng đang bị đe dọa và phủ nhận tại một số nơi khác trong Liên hiệp Anh giáo. Tuyên ngôn có đoạn viết, Điều làm cho chúng tôi đau buồn vì những người đang phủ nhận sự minh bạch và thẩm quyền của kinh thánh, gia huấn hoàn vũ của giáo hội, những công thức truyền thống và các quyết định của hội nghị Lambeth họ đang làm tổn thương uy tín của anh giáo chúng ta, nơi tín đồ các tôn giáo khác và những người không tín ngưỡng. Các giám mục anh giáo truyền thống cảnh giác rằng tình huynh đệ của Liên hiệp anh giáo bị sâu xé ở mức độ sâu đậm nhất do những người rao giảng một thứ tin mừng khác, và những người ấy yêu cầu chúng tôi tiếp tục đồng hành với họ. Tham dự khóa họp của nhóm giám mục anh giáo Gafcon ở Dubai có đức tổng giám mục chủ tịch nhóm là Nicholas Okor, người Nigeria, đức tổng giám mục anh giáo tại Nam Sudan, tại Bắc Mỹ, thủ lãnh Anh giáo tại Bangladesh và các giáo mục khác, trong đó có Đức Tổng giáo mục giáo phận George, cũng là tân tổng thư ký của nhóm Gafcon. Theo nhóm này, Gafcon đại diện cho đại đa số các tín hữu Anh giáo. Từ lâu, 39 giáo tỉnh Anh giáo bị chia rẽ về những lập trường khác nhau, đặc biệt là vấn đề đồng tính luyến ái, chuyển chức giám mục cho nữ giới, hôn nhân đồng tính. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết chuẩn bị chuyến viếng thăm của đức thánh cha Francisco tại Maroc kính thưa quý vị thính giả, trong vòng 18 ngày nữa, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Vương quốc Maroc trong hai ngày 30 và 31 tháng 3. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ ba của Ngài tại nước ngoài trong năm nay, sau Panama và Abu Dhabi, và là chuyến viếng thăm thứ 28 tại hải ngoại Đức Thánh Cha Francisco thực hiện từ khi lên làm giáo hoàng cách đây 6 năm. Maroc rộng 7 cho 10 ngàn cây số vuông, quá gấp đôi Việt Nam và là nước theo Hồi giáo Sanit, cũng là quốc giáo tại đây, với số tín đồ chiếm 99% dân số, các tín hữu công giáo tại đây chỉ là một tiểu số rất nhỏ bé, chỉ có 0,09% trên tổng số 35 triệu dân, tức là khoảng 23.000 người, theo thống kê mới của Tòa Thánh. Nếu tính cả các hệ phái khác như tin lành, chính thống và anh giáo, thì số kỳ tô hữu toàn quốc lên tới 40.000 người. Phần lớn họ là người Âu Châu hoặc Phi Châu nhập cư. Một đặc điểm là tuy Cộng đoàn Công giáo Maroc bé nhỏ, nhưng có hai tổng giáo phận là Rabat và Tanger, với tổng cộng 35 giáo sứ, 23 linh mục và 4 tu huynh cùng với 142 nữ tu hoạt động trong tổng cộng 32 cơ sở. Tổng giáo phận thủ đô Rabat trải dài hơn 2.000 cây số từ Bắc xuống Nam Maroc và bao trùm cả Casablanca, thành phố lớn nhất của Maroc với 3 triệu 360.000 dân cư. Tổng giáo phận Rabat có 20.000 tín nữ công giáo thuộc 20 giáo sứ và do Đức Tổng giám mục Cristobal lobes 66 tuổi, thuộc dòng Don Bosco, người Tây Ban Nha, coi sóc. Trong khi đó, tổng giáo phận Tanger ở miền đông của Rabat chỉ có 3.000 tín hữu công giáo thuộc 7 giáo sứ do Đức cha Angelo Martinez, 76 tuổi, thuộc dòng Francisco và cũng là người Tây Ban Nha. Nói chung, các tín hữu công giáo tại Maroc được tự do hành đạo nhưng không được phép truyền đạo. Ai lỗi quy luật này có thể bị phạt tù 3 năm. Trong những năm qua, một số nhà truyền giáo tin lành bị trục xuất người Maroc nào từ Hồi giáo trở lại Kitô tù giáo sẽ bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tự do tôn giáo thực sự theo nghĩa như tại các nước Âu Mỹ vẫn còn là điều xa vời tại nước này. Quốc vương Mohammed thứ 6 của Maroc, năm nay 55 tuổi, lên ngôi từ năm 1999 là vị có quyền tuyệt đối, nhưng vẫn cố gắng chứng tỏ một bộ mặt tân tiến, tinh thần bao dung của đất nước này. Nhà vua cũng là thủ lãnh của các tín hữu Hồi giáo về mặt tôn giáo, Năm 2016, nhà vua triệu tập hàng trăm học giả Hồi giáo trên thế giới nhóm họp tại thành Marrakesh để bàn về việc đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số. Từ năm 2017, những người Hồi giáo cải đạo để theo tôn giáo khác không còn bị luật pháp Maroc trừng phạt nữa. Nhưng cũng như tại hầu hết các nước Hồi giáo, vẫn có những luật lệ xã hội trẻ nép những người bỏ Hồi giáo và họ có thể bị mất công an việc làm. Vì Hồi giáo là quốc giáo tại Maroc, nên người nào từ bỏ Hồi giáo thì họ có thể bị gia đình từ bỏ. Vì thế, nhiều người trở lại đạo Kitô phải sống lén lút để khỏi bị sách nhiễu. Cảnh sát Maroc có thể ngăn chặn các tín hữu Kitô Maroc ngay tại cửa nhà thờ. Khi rửa tội, họ không được lấy tên thánh Kitô và cũng không được kết hôn với người hồi giáo, không được an táng trong nghĩa trang Kitô. Các giáo sứ công giáo ở Maroc được chính quyền cảnh giác yêu cầu đừng nhận người Maroc bản xứ. Tuy có nhiều khó khăn, nhưng giáo hội công giáo tại Maroc cố gắng tăng cường các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và xã hội trên toàn quốc, có 15 trưởng công giáo với 15.000 học sinh, đa số là người Hồi giáo. Tổ chức Caritas có các văn phòng tại nhiều thành phố lớn ở Maroc và săn sóc giúp đỡ những người phi châu di dân, trong đó có nhiều người công giáo. Maroc là nước chuyển tiếp của người di dân từ miền Nam sa mạc Sahara tìm đường vào Âu Châu. Những dấn thần xã hội và từ thiện của các tổ chức Caritas khiến cho nhiều người Maroc nhìn xã hội với lòng kính trọng tại sao Đức Thánh Cha Francisco đến thăm cộng đoàn công giáo bé nhỏ giữa lòng đại đa số dân Hồi giáo ở Maroc như thế? Khi Đức Thánh Cha Francisco mới lên nhậm chức cách đây 6 năm, tương quan giữa công giáo và Hồi giáo hầu như ở trong bóng tối. Nhưng rồi, Ngài đã thổi một luồng sinh khí vào cuộc đối thoại liên tôn, mang lại một đà tiến mới, và nay Ngài muốn có thêm những tiến bộ trong lãnh vực này. Thật vậy, gần hai tháng sau cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng mang tính cách lịch sử tại Liên minh Emirati với thủ đô là Abu Dhabi, nay Đức Thánh Cha sắp đến thăm Maroc. Cuộc đối thoại với thế giới Hồi giáo đối với Ngài đang trở thành một ưu tiên. Cả hai cuộc viếng thăm Abu Dhabi và Maroc đều diễn ra trong năm kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ của Thánh Francisco Assisi và Vua Hồi giáo Al-Kamin ở Damietta bên Ai Cập cuộc gặp gỡ đó thật là lạ thường vì diễn ra giữa thời kỳ các đạo binh thánh giá tái chiếm các nơi thánh ở Trung Đông. Hiện nay, các quan hệ giữa giáo hội công giáo và Hồi giáo ít là ở cấp độ thượng tầng, sinh động hơn bao giờ hết. Trong những tương quan này, Đức Thánh Cha Francisco thừa hưởng một gia sản không dễ dàng từ vị tiền nhiệm biển Đức 16. Thực vậy, bài diễn văn của Đức Biển Đức hồi năm 2006 tại Đại học Regenburg bên Đức đã gây phẫn nộ cho giới Hồi giáo vì một câu trưng dẫn có tính cách phê bình đối với chủ trương dùng bạo lực trong Hồi giáo. Và 5 năm sau đó, có vụ Đại học Hồi giáo al assa ở Ai Cập đã đoạn giao với tòa thánh vì Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Ai Cập gia tăng bảo vệ các tín hữu Kitô sau một vụ khủng bố đánh vào một nhà thờ chính thống cốt trong lúc thánh lễ được cử hành. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco tránh những lời trực tiếp như thế, mặc dù trong tâm huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, công bố hồi năm 2013, Ngài đã từng viết, Tôi khiêm tốn xin các nước Hồi giáo vì tự do mà các tín hữu Hồi giáo được hưởng ở các nước Tây Phương. Cũng hãy nhìn nhận quyền tự do làm việc phụng tự của các tín hữu Kitô quyền được sống tín ngưỡng của họ Đức Thánh Cha Francisco làm tan băng giá giữa Công giáo và Hồi giáo qua những cử chỉ của Ngài. Ví dụ, Ngài đã rửa chân cho những tù nhân Hồi giáo trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh hoặc dấn thân bên vực những người tị nạn Syria qua các cơ quan truyền thông Hồi giáo. Chẳng bao lâu sau, Đại học Hồi giáo al azhar ở Cairo, thẩm quyền tinh thần cao nhất của 900 triệu tín đồ Hồi giáo Sunni, đã đề nghị mở lại cuộc đối thoại với tòa thánh và từ năm 2017 có những cuộc gặp gỡ đều đặn với các đại diện của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Linh Tôn. Hai cơ quan cấp cao này muốn cùng nhau dấn thân cho hòa bình và công bằng xã hội trên thế giới, chống lại nạn bạo lực và cuồng tín nhân dân tôn giáo, như tuyên ngôn chung mới đây giữa hai bên tại Abu Dhabi. Cũng trong năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Ai Cập phải trước đó, Ngài đã từng viếng thăm hai nước Hồi giáo khác là Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài có một quan hệ thân hữu đặc biệt đối với Đại Iman Mohamed al tayef Viện trưởng Đại học al aja và Đền thờ cùng tên của Hồi giáo ở Cairo. Chiều ngày 4 tháng 2 vừa qua tại Abu Dhabi, hai vị đã ký và công bố tuyên ngôn chung về tình huynh đệ giữa hai tôn giáo. Văn kiện này được coi là có tầm quan trọng lịch sử, vì Đức Thánh Cha Francisco cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đến viếng thăm bán đảo Ả Rập là nơi sinh của Hồi giáo tuyên ngôn trùng lên án trào lưu cực đoan nhân danh thiên chúa và cổ võ tôn trọng các quyền con người ám chỉ đến nhiều thói tục trong thế giới hồi giáo trong đó có sự coi nhẹ phẩm giá của phụ nữ đức hồng y jean louis tauran người pháp đã giữ chức vụ chủ tịch hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn trong nhiều năm trời đã tuyên bố trước khi qua đời rằng vấn đề tự do tôn giáo là một trách nhiệm về giá trị các cuộc đối thoại với hồi giáo các Hồng Y phê bình sự ời hợt trong cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo, thường chỉ nhấn mạnh đến những tương đồng về luân lý đạo đức và bày tỏ thiện trí, nhưng không đi sâu hơn. Điều chắc chắn là những trái nghịch về thần học không thể vượt thắng được. Ví dụ, đối với người Hồi giáo, thật là điều không thể nào tưởng tượng được một người lại có thể là con thiên chúa. Đối với họ, Đức giê -xu chỉ là một ngôn sứ giả mạo tin mừng. Đối lại, các tín hữu Kitô không thể nào chấp nhận Muhammad là vị thiên sai và mang thêm những mặc khải dẫu sao đều gây ra ấn tượng mạnh là sự kiện hồi năm 1965 sau bao nhiêu năm đố kỵ. Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II xác quyết rằng giáo hội tôn trọng những người Hồi giáo tôn thờ Thiên Chúa duy nhất. Trong những cố gắng đối thoại, Đức Hồng Y Francisco ít đề cập đến những vấn đề thần học so với các vị tiền nhiệm. Trong lĩnh vực này, Ngài nói, cần có kiên nhẫn và khiêm tốn để tránh những tình trạng đau thương. Ngài tập trung vào những điểm tiếp xúc thực hành trong việc giải quyết các xung đột, bảo vệ môi trường hoặc các vấn đề công bằng xã hội. Theo chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 10 giờ 45 sáng thứ Bảy 30 tháng 3 và đến phi trường quốc tế của thủ đô Rabat vào lúc 2 giờ chiều, sau chuyến bay dài 3 giờ 15 phút. Rabat cách Roma 1.900 số về hướng Tây Nam, Lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra lúc 2 giờ 45 phút chiều tại quảng trường trước Hoàng Cung và Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với quốc vương Mohammed thứ sáu trước khi gặp gỡ nhân dân, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại quảng trường trước đền thờ Hồi giáo Hassan thứ hai. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ viếng lăng của vua Mohammed thứ 5 lúc 5 giờ chiều, rồi viếng thăm học viện Mohammed thứ sáu của các iman, các nhà giảng thuyết nam nữ của Hồi giáo. Sau cùng, lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở của Caritas giáo phận Rabat để gặp gỡ những người di dân. Sáng Chủ nhật 31 tháng 3 năm 2019, Đức Thánh Cha sẽ viếng trung tâm nông thôn phục vụ xã hội ở Temara lúc 9 giờ rưỡi. Và hơn một giờ sau đó, Ngài đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rabat để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ban trưa, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin với mọi người trước khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân vận động Hoàng Thân Mulay Abdella có 60.000 chỗ ở mạng Tây Nam thành Rabat, rồi ra phi trường đáp máy bay lúc 17 giờ 15 để trở về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Champino lúc 21 giờ 30 phút, kết thúc cuộc tông du dài 36 tiếng đồng hồ tại Maroc. Đức Tổng giám mục Cristobal Lopez của giáo phận thủ đô Rabat, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ củng cố vị thế của các tín hữu công giáo tại Maroc. Còn đối với người dân nước này, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng rất quan trọng vì biến cố này được coi như một sự công nhận những cố gắng của Maroc như một nước Hồi giáo tân tiến, sẵn sàng đối thoại và bao dung. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại với quý vị câu chuyện một đầu bếp dùng tiền trúng số để giúp người nghèo. Người ta sẽ làm gì khi trúng số? Chắc chắn rằng không phải ai cũng dùng tiền đó để mua một chiếc xe sang hay một căn nhà đẹp. Đầu bếp Roberto Mendoza là một trong những người hơi khác đó. Roberto Mendoza là một đầu bếp nổi tiếng tại thành phố Charlotte, thành phố lớn nhất của tiểu bang North California, Hoa Kỳ. Ông đã từng nấu ăn cho một hoàng tử của Ả Rập Saudi, cho các tổng thống Bill Clinton, George Bush, và Barack Obama và mới đây là Tổng thống Donald Trump. Ông hiện có nhà hàng riêng, là bếp trưởng điều hành chuyên môn ẩm thực và hiện làm việc cho Cisco Food Service. Dù thành công như thế, Mendoza không bao giờ quên nguồn gốc và thời thơ ấu nghèo khổ của mình. Ông nói, khi bạn bị đói, không có ngôn ngữ, chỉ có bao tử của bạn cào nhào Mendoza không bao giờ quên dùng tài sản của mình để giúp những người bất hạnh cần được một bữa ăn đàng hoàng. Mỗi thứ bảy hàng tuần, ông nấu ăn cho những người vô gia cư ở Saclov. Mendoza sinh tại El Salvador và đã có một tuổi thơ nghèo khổ. Trong thời kỳ quốc gia này trải qua cuộc nội chiến tan thương, từ năm 1980 đến 1992, El Salvador đã có khoảng 75.000 người chết hay bị mất tích. Những người sống sót hàng ngày phải chịu nạn đói khác. Ông Mendoza chia sẻ với đài truyền hình CNN rằng: "Tôi đã biết thế nào là đói. Khi tôi 14 hay 15 tuổi, tôi đi ngủ với cái bụng trống rỗng. Tôi tự nhủ, ít nhất tôi phải uống một ly nước. Khi tôi đến mở vòi nước thì chỉ có không khí. Họ đã cắt nước. Tôi đi ngủ" vừa khóc vừa nói rằng Chú ơi, con lớn lên, con không muốn người nào bị đói. Dài năm sau đó, trong thời nội chiến, chàng trai Mendoza bị bắt cóc. Nhưng nhờ Salvation Army, một tổ chức bán quân sự của giáo hội tinh lành, anh đã trốn khỏi El Salvador và đến được Canada. Và từ đó anh tiếp tục đến định cư ở California và theo học ngành nghệ thuật ẩm thực. Cuối cùng, Mendoza có thể giúp đỡ cho người khác và quyết định thực hiện lời hứa nhiều năm trước đây. Sau thời gian bắt đầu hành nghề tại khách sạn và nhà hàng để có kinh nghiệm, năm 2014, Mendoza đã là chuyên gia ẩm thực có nhà hàng riêng tại Charlotte với tên Chef Heaven's Kitchen để quyên góp tiền và quà tặng cho một ngôi làng ở Cộng hòa Dominica mà ông thường viếng thăm vào năm 2012, trong một sự kiện mà Mendoza đã nướng 600 con gà Tây cho người vô gia cư ở Sarlot, ông đã nghe một tình nguyện viên nói về những thiếu thốn nghèo khổ ở thị trấn Bayaguana, thuộc nước Cộng hòa Dominica. Năm 2013, sau khi nhận lại số tiền thuế 10.000 đô la, ông đã mua một mảnh đất ở đó. Ông muốn mở một căn tin và xây một nhà thờ, như một phần giấc mơ người nghèo tại khu vực đó. Bây giờ, với số tiền trúng số, ông có thể hoàn thành giấc mơ nuôi những người nghèo ở thị trấn Bajawana, nước Cộng hòa Dominica. Việc trúng số là điều hoàn toàn bất ngờ đối với ông Mendoza. Một lần, ông đang đổ xăng cho chiếc xe của mình tại một cây xăng. Ông mua một vé số cào. Ông cào nó và tấm vé số có giải 250.000 đô la. Theo như báo CNN kể lại, sau những cái ôm chúc mừng của những bạn bè đang đứng cạnh đó, điều đầu tiên ông Mendoza nghĩ đến là những người nghèo. Ông nghĩ, đây không phải là số tiền của tôi. Từ 5 năm qua, ông đã cho các trẻ em nghèo ở Charlotte những bữa ăn và bây giờ ông đang tiếp tục làm điều này ở Bejawana. Hồi tháng 12 vừa qua, ông đã mang đồ chơi quần áo giày dép đến cho các trẻ em ở làng này và nấu ăn cho các em ông cho biết đây là một ngôi làng rất nghèo nơi người ta thỉnh thoảng có thức ăn và đôi khi không có gì để ăn ngoài căn tin ở bayawana ông còn giúp trẻ em ở bolivia nicaragua honduras và haiti tuy vậy ông đặc biệt quan tâm đến bayawana căn tin sẽ được dùng như một nơi an toàn và sạch sẽ để cho những người nghèo khổ nhất và những người không có nhà cửa đặc biệt là các trẻ em có thể có một nơi để ăn uống dù số tiền trúng số giúp ông đạt được các mục tiêu ông vẫn cần sự giúp đỡ của những người khác để hoàn thành công việc ông nói thiên chúa và chính tôi chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc ông mendoza tin rằng Thiên Chúa làm cho ông trở thành một đầu bếp bởi vì ông đã từng bị đói khủng khiếp ở El Salvador. Nghề nghiệp và đức tin của ông đã soi sáng ông giúp đỡ người khác, cả ở Charlotte và những nơi khác trên thế giới. Trong ngày lễ tạ ơn, ông Mendoza nấu cho hơn 6.000 người và ông cũng thường tham gia vào các hoạt động tình nguyện, cung cấp thức ăn và bày tỏ sự quan tâm đối với những người vô gia cư. Trước khi kết thúc chương trình, trong mục Lịch sử thần học, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Các nhà hộ giáo Latin, phần thứ hai. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi đang trình bày các giáo phụ hội giáo bằng tiếng Latin, trong đó nổi tiếng nhất là ông Tertulliano. Sau khi trình bày sơ được tiểu sử, chúng ta hãy điểm qua các tác phẩm của ông. Đừng kể thân Augustino, Tertulliano là một văn hào Latin quan trọng nhất. Ông thông thạo triết học ở văn chương Latin và Hy Lạp. Lối hành văn của ông sống động với những câu ngắn gọn, thích sử dụng lưới máy nghịch lý để bắt bẻ đối phương. Chúng ta tạm phân các tác phẩm thành 5 loại như sau. 1. Hộ giáo chống người ngoại giáo 2. Hộ giáo chống các lạc giáo 3. Thần học thiên lý 4. Thần học luân lý Những tác phẩm đầu tiên của ông viết vào năm 197 Adnationis nhắm tới dân ngoại Aborigeticum nhắm tới các nhà cầm quyền thuộc loại hộ giáo nhằm đánh tai những lời vu khống và vật ra những sai lầm của đối phương. Quyền Apologeticum thời gian nhất và nó sớm được dịch sang tiếng Hy Lạp. Trong đó, ông bắt bẻ tính cách phi lý của định bất đạo bởi vì thiếu nền tảng pháp lý. Khi câu nói bất hủ, máu các vị tự đạo là hạt giống sinh ra các tín nữ được trích từ quân này. Cũng có thể xếp vào loại hội giáo các tác phẩm. Thư gửi tổng Scapula năm 212, cho thấy việc bắt hại các kỹ giáo là phương hại cho quốc gia và đồng thời ông bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Gửi người Do Thái, trình bày tuyên quan giữa luật cũ và luật mới. Luật mới của Chúa Kitô thay thế luật của ông mô Về chứng tích của linh hồn, linh hồn nào còn giữ được vẻ tinh tuyển thì vẫn duy trì khiến hướng muốn đi tìm hiểu Thiên Chúa của Kitô giáo và các chân lý chính yếu của đạo này. Qua tác phẩm này, ông bày tỏ sự đối kỵ đối với triết học khi làm bởi vì nó làm ô nhiễm trí tuệ. Nhóm thứ hai, bên cạnh các tác phẩm bảo vệ đức tin chống lại tục tấn công từ bên ngoài, nên kể tới các tác phẩm bảo vệ đức tin chống lại các lạc giáo. Những phong phẩm này ngắn, ngoại trừ tác phẩm đồ sợ chống lại Marcion, được viết đi viết lại ba lần mất mười năm trời. Hai tác phẩm chống lại ngộ giáo, Hermogenes, cắt và Valentino, hai khảo luận về thánh xác của Đức Kitô và về sự phục sinh của người cũng nhằm chống lại phái ngộ giáo. Nhóm thứ ba Trong các tác phẩm thần học, ông đã viết một khảo luận về bí tích thánh tẩy, một khảo luận chống lại Praxia, bảo vệ mầu nhiệm tam vị. Lần đầu tiên, ông sử dụng các dân từ Trinitas và Persona, sau này trở thành gia sản thần học tiếng Latin. Trong tác phẩm về linh hồn ông chỉ bị đạo lý về linh hồn dựa trên kinh thánh, chỉ có lúc ông cho rằng linh hồn do cha mẹ sinh ra. Trong cuốn Thời hiệu các lạc giáo, ông dùng luận cứ của luật tố tụng để cho thấy rằng họ không có thẩm quyền gì để sử dụng kinh thánh, bởi vì kinh thánh được ủy thác cho hội thánh. Thứ bốn, trong nhóm cuối cùng, ta có thể xếp các tác phẩm viết về đời sống luân lý và kỷ luật Kitô tô giáo tiếc rằng chính trong lĩnh vực này mà ông dần dần ngã theo nhóm Montano với khuyên hướng nhiệm nhật. Các tựa đề của nhóm khá đa dạng, xếp ra thứ tự thời ra như sau. Về sự tự đạo, khích lệ những tín hữu đang bị giam cầm. Về việc xem tuồng kịch, liên quan đến các thứ vui chơi giải trí công cộng bị kết án là trái luân lý. Về y phục phụ nữ, về sự cầu nguyện, dành đến các dự tòng, giả thích sự cầu nguyện và chú giải kinh lạy ra về sự kỳ nhẫn, chịu đựng các nghịch cảnh của cuộc đời, về sự thống hối, chuẩn bị đánh bí tích rửa tội cũng như bí tích đền tội, về hôn nhân, về đức khiết tịnh, khuyên nghị bạn quá vợ không nên tái hôn, về tâm lúc của các chi nữ, về triều thiên, các người tôi hữu không nên nhập ngũ, về sự trốn tránh sự bất hại là điều cấm kỵ, về thờ cúng, về sự chay tịnh, về đức nết na, trong đó ông chủ trương rằng việc tha thứ tội lỗi được dành cho những người thần khí chứ không phải là do nhà chức trách của xã hội. Có lẽ tại vì ông rơi vào nhóm Montano cho nên các tác phẩm của ông không được duy trì hoặc không được phổ biến ngoại trừ quyển Apologeticum. Montano là tên đặt vào thế kỷ thứ 4 cho một phong trào tân ngôn sứ xuất hiện khoảng năm 170 ở Frisia và lan rộng khắp miền tiểu Á do ông Montano lãnh đạo trọng tâm của sứ điệp là loan báo sự khoan lâm gần kề của Chúa Kitô để thiết lập thành Jerusalem mới. Để chuẩn bị đón Chúa, ông chủ trương tuân giữ các biện pháp túi đức khổ chế khắc khe, ăn chay tuyệt đối, khất từ hôn nhân, sẵn sàng nộp mạng để chịu tự đạo. Ông Tertulliano được thu hút vào phong trào này, có lẽ bởi chủ trương ngôn sứ và thần khí, chứ không phải là vì khái cạnh cánh chung. Và lúc đầu phong trào lôi kéo được nhiều phần tử, nhưng không được bền lâu ngay tại Bắc Phi, giám mục Cipriano cũng không còn đả động gì nữa. Cho dù nói thế nào về đạo lý của ông Tertulliano đi nữa, điều không thể phủ nhận là ông mở màn cho văn chương Kitô giáo bằng tiếng Latin và đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị văn chương. Ngoài ra một khía cạnh thường bị bỏ qua là ông đã dùng tài năng luật sư và việc bên vực đức tin. Như vậy, ông đã du nhập kỹ thuật pháp lý và thần học và đưa thần học Kitô giáo vào luật Roma trường đó đã đủ đánh giá công lao của ông thánh Hippolyto các học giả tranh luận với nhau về lai lịch của ông Hippolyto có lẽ nguyên quán của ông là Alexandria bên đông phương nhưng ông sang lập nghiệp ở Roma ông viết rất nhiều tác phẩm nhưng mà bằng tiếng Hy Lạp vậy trang đó là lý do khiến cho các độc giả khó tiếp cận và một thời buổi mà ngôn ngữ này không còn quen thuộc ở Roma nữa các tác phẩm ra đời trong khoảng những năm 200-235 là năm ông chủ tự đạo. Nhưng phần lớn đã bị thất lạc và chỉ còn lưu lại nhờ các bản dịch bằng tiếng Latin, Ả Đập, Syriac, Armeni, Georgia. Mặt khác và tư tưởng thần học của ông không được chính thống mà có lúc ông đã chống đối giáo hoàng Candisto vì bị tối là nới lòng kỷ luật thống hối. Điều này cũng là ngăn trở cho việc lưu hành các tác phẩm. Thật vậy, ông đã viết nhiều tác phẩm bài trừ lạc giáo như đối thánh Irenio nhưng có một điểm gây khó khăn về đạo lý, đó là chủ trương rằng ba ngôi thiên chúa chỉ là ba trạng thái của một thiên chúa duy nhất. Và điều này sẽ dẫn tới kết luận là chính chúa cha chịu chết trên thập giá. Trong các tác phẩm chống lại lạc giáo, có thể kể tới Syntagma, chống các lạc giáo, Sumina, bài bác tất cả các lạc thuyết, ông kê ra 33 lạc giáo mà ông cho rằng phát sinh từ triết học. Trong số các tác phẩm tiên lý, chỉ còn giữ được một cuốn về kẻ phản Kitô dựa theo lời tiên tri Tác giả giải thích rằng nhân vật này chưa tới. Phần lớn các tác phẩm gồm bởi các chú, chú giải kinh thánh dựa theo phương pháp ám dụng ông Origen. Chú giải David, chú giải sẽ diễm ca, bài giảng về chuyện ông David và Goliath, bài giảng các thánh vịnh, bài giảng về để vượt qua. Dù sao, cái tác phẩm nổi tiếng nhất của Hippolyto là Tradition Apostolica, truyền thống các tông độ. Có thể nói đây là bộ giáo luật cổ kính nhất sau quyển Đại Đi Đắc Khê, gồm có ba phần. Phần thứ nhất đề cập tới việc chuyển chức giáo mục và linh mục, có lẽ theo tập tục Roma. Trong khung cảnh đó, tác giả ghi lại một kinh nguyện thánh thể đến dấu một bước mới trong lịch sử phụng vụ, khi mà chủ tế phải dựa theo một mẫu để mà dâng lễ tạ ơn, chứ còn tùy tiện sáng tác nữa. Phần thứ hai, bàn về kỷ luật dành cho các tân tổng, các biết tích khai tâm, Phần thứ ba, nói việc về, về tập tục của các tín hữu, chẳng hạn như việc chay tịnh, việc bẻ bánh, khác với việc bí tích thánh thể. Thầy Hippolyto có được gắn cho tác, tạm tác giả của Fragmenta Moratorianum, liệt kê danh mục các sách tân ước được nhìn nhận như là quý thư, kèm theo các lý do được nhìn nhận, cũng như các lý do gạt bỏ một vài cuốn sách. Novatianus Liên quan tới các tác giả này, ông mà tâm thích không rõ rệt, có hai điểm đáng ghi nhận, một điểm son và một điểm đen. Về điểm son, ông để lại một tác phẩm thần học bằng tiếng Latin The Trinitate, có lẽ viết trước năm 251, thu thập đạo lý cổ truyền về mầu nhiệm tăng vị và trình bày một cách chính xác. Còn điểm đen của ông là ông đã cắt đứt hiệp thông với giáo hoàng Cornelio khi vị này có thái độ mềm dẻo đối với những người đã chối đạo. Theo cơ được cổ truyền, tội này không thể nào tha thứ được Điều ấy đã dẫn tới một cuộc ly giáo trong xã hội Roma và nhóm ly khai tạo ra một giáo phối mới với hạng phẩm trực riêng kéo dài hơn một thế kỷ. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, trong những ngày này, từ chiều Chủ nhật mùng 10 tháng 3 đến sáng thứ Sáu 15 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đang tĩnh tâm mùa chay kên đứng trước tình trạng thiếu linh mục, đức hồng y René Voinqui, tổng giám phận kênh bên đức đề nghị mỗi giáo sứ chỉ cử hành một thánh lễ chủ nhật để nhiều cộng đoàn cũng có thể có thánh lễ. Aleppo, tám năm sau khi chiến tranh bùng nổ tại Syria, dân chúng tại thành phố Aleppo tiếp tục sống trong nghèo đói vì tình trạng kinh tế thê thảm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31 ,25 m 25 và 11.900 kHz, tức là 25 ,21 m 21 nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban môn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.